Chào các bé, chị Binh Kỳ rất vui được gặp lại các bé ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một con vật rất đáng yêu và thân thuộc với cuộc sống của chúng ta. Đó chính là con mèo. Trước tiên, vẽ đầu chú mèo vào một hình tròn. Sau đó tới phần thân mèo. Hai lỗ tai mèo được vẽ hai bên đầu bằng hai hình tam giác lớn bên ngoài và hình nhỏ bên trong. Để vẽ phần miệng mèo, chị sẽ vẽ hình tròn lớn như thế này nhé. Vẽ mũi mèo bằng một hình tam giác và hai đường cong như thế này này. Miệng mèo đang cười và đôi mắt hình tròn thật dễ thương. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ hai chân sau và chân trước của chú mèo. Vẽ đuôi mèo bằng đường cong và dài nhé. Chị rất thích một chú mèo có đốm, như vậy chúng ta sẽ vẽ các đốm to và nhỏ trên thân mèo. Bây giờ, chúng ta sẽ xóa hết các nét vẽ dư và điều chỉnh lại. Để hoàn tất, ta sẽ vẽ thêm phần ngón chân cho mèo, tô đậm lại những phần còn mờ nhé. Tên tên, thế là xong phần vẽ rồi. Chúng ta cùng nhau tô màu nào. Chị sẽ tô phần đầu và phần thân màu vàng để chú mèo của chúng ta có một bộ lông thật óng ánh. Phần miệng, mũi, mắt và các đốm trên thân mèo sẽ tô sau nhé. Các bé nhớ là phải viền trước bên ngoài để không bị lem nha. Mèo, mèo, con mèo mà đang leo leo trèo để lên xem chú chú tóc nó lên xem. Chị sẽ tô màu cam cho phần lông quanh miệng mèo. Leo trèo nó lên xem chú chú đâu. Còn phần miệng mèo sẽ tô màu đỏ các bé nha. Chiếc mũi sẽ là màu nâu. Hai mắt tô màu đen. Hai lỗ tai sẽ là màu cam. Các đốm trên thân mèo chúng ta tô màu nâu. Và còn lại phần đuôi mèo là màu cam nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thêm phần râu màu đen và những đốm nhỏ trên đuôi để chú mèo trông thật dễ thương. Hồ biến, chúng ta đã vẽ xong chú mèo rồi. Đem ngay trên này đi khoe với ba mẹ thôi. Chào các bé và hẹn gặp lại các bé lần sau. Chào các bé, chị Binh Kỳ và bạn siêu nhân bút chì đã quay trở lại đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ chú heo con nhé. Để cho chú heo thật đáng yêu, chị sẽ vẽ đầu chú bằng hình tròn to. Sau đó đến phần thân, chị sẽ vẽ hình bầu dục nhỏ hơn đầu một chút nhé. Vẽ bốn chân cho chú, chân của chú